Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Truyện Đình Soạn buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị câu chuyện của tác giả Bích Ngọc có tựa đề Đứa con ma quỷ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Bà Mai hấp tấp cầm đèn vào trong buồng. Con gái của bà vẫn ôm bụng quằn quại. Đã thấy gì chưa? Chưa ạ. Bà Mai cầm đèn lại góc buồng, lục thúng quần áo tìm tòi. Hai tay thuần thoắt, bỗng bà vụt quay lại giường của Hương đang nằm. À này, ai đã đi gọi người chứ nhỉ? Thầy đi rồi à? Hương vẫn trả lời, chỉ ôm bụng nhăn mặt, môi mím chặt, cố nhịn kêu. Thế nào, vẫn đau nhiều hả con? Hương liền rú lớn. Bà Mai vội vàng chạy lại phía giường. Bà ngồi xuống, hai tay đỡ ngang mình con gái. Thôi cố nhịn đau một chút đi con, để thầy con mời bà đỡ về xem thế nào. Chị không trả lời của mẹ, hai chân co quắp, hai tay ôm bụng, răng nghiến chặt để khỏi kêu. Nhưng rồi bỗng chị thét lớn. Trời đất ơi, tôi chết mất. Mặt tái mét, chị lịm đi. Bà Mai cuống quýt cầm đèn ra cổng toan gọi hàng xóm, nhưng bà lại cuống quýt quay vào trong giường nâng con dậy. Trời đất ơi, làm sao thế nào bây giờ? Chị Hương hơi tỉnh, mặt đã tái đi. Chị nhìn mẹ thều thào nói. Con khỏi rồi, ôi gọi bác xã sang đi. Người mẹ nghe lời chạy vội ra phía cổng. Với lúc đó ông Thân, anh Thịnh và bà Đỡ cùng vào. Anh Thịnh đi trước dẫn đường, ông Thân đi sau cầm chiếc hộp sắt nhỏ của bà Đỡ. Còn bà này vẫn khoan thai đi thong thả như không có sự gì vội vã. Bà Mai và bác xã vào, bà Đỡ chỉ gật đầu đáp lại, rồi vén chiếc áo sa tanh tím, tột đôi dép nhung. Bà Đường Hoàng ngồi xuống bên cạnh giường, cầm chiếc quạt nan phe phẩy. Trong buồng vẫn vang vẳng tiếng rên khe khẽ. Bà Mai nhìn bà Đỡ bằng đôi mắt cầu khẩn. Bà muốn bà Đỡ vào thăm cho Hương ngay, nhưng còn e dè không dám nói. Chả nhẽ người ta mới chân ướt chân ráo đến, chưa kịp nghỉ ngơi uống nước đã giục ngay thì không tiện. Nhất là bà Đỡ giàu có và là người tỉnh thành, còn bà lại nghèo nàn quê kịch. Anh Thịnh vừa xách ấm nước dưới bếp lên. Trong nhà tiếng của chị Hương lại rên to. Bà Mai nhìn chồng như có ý dục. May sao lúc đó bác xã đã nói. Bà không biết làm sao mà chị cả cháu rên nhiều quá. Bà Đỡ đáp ngay ra vẻ niềm nở. Ô thế chị ấy chờ dạ lâu rồi sao? Sao không bảo tôi ngay? Thôi mang đèn vào đây. Bà Mai cầm đèn vào trong buồng, bà Đỡ và bác xã theo sau. Ngoài nhà anh Thịnh vội vã đánh diêm thắp chiếc đèn khác. Ông Thân pha trà, rồi ông tất tả vào gian trái lục hòm lấy bộ chén trắng men trắng. Anh Thịnh cầm lấy chổi quét giường. Anh rút chiếc chiếu hoa mắc dài trùm lên chiếc chiếu trơn đã sờm cả hai đầu cói. Hai người dọn dẹp rối rít như để đón một ân nhân. Bà Đỡ vừa ở trong buồng ra, ông Thân vội vã mời niềm nở. Bà Mai và bác xã đi sau, mặt ù rũ như là hoa dưới nắng. Hai người ngồi xuống ngưỡng cửa, tay để thõng bên đùi. Bà Đỡ ngồi xuống giường cầm chén nước gạt trôn vào thành đĩa, rồi mới thong thả báo cho cả nhà một tin quan trọng. Nguy mất. Mọi người im lặng lắng nghe. Đứa bé trong bụng chị ta chết mất rồi. Mọi người giật mình tái mặt. Bà Mai gục đầu xuống dưới. Thế thì phải làm sao bây giờ hả bà? Bây giờ phải cho nó uống thuốc cho cái thai nó ra thì cứu được mẹ. Nếu không để chậm quá thì chết cả mẹ lẫn con. Bà Mai chùi nước mắt nói trong tiếng khóc. Trời đất ơi khổ quá. Thế thì bây giờ phải lấy thuốc tận đâu hả bà? Thuốc ấy tôi vẫn còn một ít nhưng mà đắt lắm. Đắt thì cũng phải lấy chứ làm sao à? Bà Mai liền khóc lớn. Vâng ạ, vận hạn thế này rồi thì phải thôi đành. Bà làm phúc cứu cho cháu nó khỏi. Bao nhiêu tiền chúng cháu cũng xin đủ. Thuốc này những 5 đồng một hộp. Nhưng mà tình cảnh bác nghèo tôi không tính lãi, bác lấy 4 đồng. Nhưng bác hãy đưa cho tôi ngay 3 đồng bây giờ để tôi về lấy. Bà Phó quay lại nhìn chồng day dứt. Thầy nó lấy tiền đi cho bà đi. Còn như thế này mà ngồi ý như bột đấy hả? Khổ thân tôi quá. Người chồng lặng lặng theo vợ đứng dậy vào trong. Một lát sau quay ra tay cầm mấy đồng xu lẻ và một vài đồng tiền giấy. Ông bảo vợ. Tất cả chỉ còn 1,5 đồng thôi. Bà Đỡ vội nói ngay. Ấy tôi cho chịu 1 đồng là quá đáng lắm. Còn bây giờ thì thế nào cũng phải đủ 3 đồng thì tôi mới về lấy thuốc được. Bà Phó liền la lên. Cháu lạy bà, vốn liếng cả nhà có từng ngày thôi, bà hãy cầm cho. Rồi sau cháu xin đủ. Bà làm phúc. Trời đất ơi, cháu nó có một mình. Cháu được có một mình đó, nó mà chết cháu sống làm sao? Bà đỡ vừa toan nói thì anh Thịnh đã mở bao diêm lấy 5 hào đi cho bố. Bác xã thương hại mở hầu bao cho vay 3 hào. Bà đỡ cầm tất cả nhét vào túi. Thôi thì tôi hãy cầm thế này, còn bao nhiêu từ giờ đến ngày kia phải lo đủ cho tôi. Vâng, bà làm phúc. Đấy, cháu nó lại rên đấy. Bà về lấy thuốc đi, không có lại không kịp. Rồi sau chúng cháu xin cầm cố cái gì để trả bà cho chu tất. Bà đỡ cầm chén nước lên đặt lên môi. Được, thế nào cũng khỏi, không có lo. Và quay về phía của ông thân. Cái hộp của tôi lúc nãy đâu? Dạ đây à? Bà mở hộp lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, trong đựng những viên thuốc tròn tròn như viên hổ tiêu. Bà dốc ra tay 5 viên đưa cho ông thân. Đây, ông rót nước chè vào bóp nát thuốc cho chị ấy uống. Đáng nhắc phải đun nước sôi, nhưng mà thôi được. Bà Mai liền chu chéo. Thôi anh cả, anh cứ xuống đun tí nước cho nó cẩn thận. Bác xã và ông thân động thành nói. Phải đấy, làm cái gì cho nó cẩn thận, một lúc tiêu hết cả tiền trong nhà đấy. Bà đỡ vội gạt đi. Thôi được, nước này cũng được, tôi đã cho nhiều người uống rồi mà. Vâng, vậy thì thôi, cháu sợ không cẩn thận nhỡ một cái. Bà đỡ cầm cái hộp đứng dậy. Tôi cũng phải về rồi, không khuya. Bà Mai níu áo lại. Thôi bà cũng về, chẳng làm gì cả, bà ở lại đây. Nhưng có điều gì chúng cháu còn phải hỏi bà. Không phải gì nữa đâu, cố cho chị ấy uống đi. Một chốc thuốc ngấm thì cái thai nó tự khắc nó ra. Bây giờ hai bác bảo anh cả đưa tôi về. Vâng, thì bà về vậy. Thịnh cầm đèn đưa bà về con. Thịnh vào buồng của vợ lấy đèn mang đi. Bà đỡ xỏ chân và dép lẹp kẹp đi ra ngoài cổng. Bà Mai và bác xã ân cần tiễn theo. Ra đến đường bà đỡ còn quay lại. Kể nhà khác thì cứ đến thăm, không phải 50 cơ đấy. Nhưng mà tôi biết cảnh của hai bác Túng thì tôi cũng thăm giúp. Vâng, cảm ơn bà. Chúng cháu biết là bà tốt, chứ nếu không có bà thì biết quanh đằng nào. Thì Hương uống thuốc được một lúc thì lại kêu đau bụng. Ông bà thân cho là thuốc tây nó ngấm mạnh thì đau. Đau thế thôi chứ cái thai nó lộn ra ngoài mới được. Nhưng mà chờ mãi không thấy gì, chị Hương càng kêu đau dữ dội, đau hơn cả lúc chưa uống thuốc. Bà Mai sợ hãi lại phải gọi bác xã. Bà cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ chạy quanh ở trong buồng. Cả anh Thịnh cũng vậy, rồi họ bàn bạc, người thì bảo là lại mời bà đỡ, người thì bảo là không mời, vì con mẹ đó chỉ nịnh nhà giàu mà thôi. Ồn nào mà chẳng được việc gì cả. Bỗng chị Hương kêu thét lên, rồi tiếng của bà Mai trong buồng gọi ra như gắt. Bác xã ơi! Bác xã vào trong giường của chị Hương, anh Thịnh cầm đèn vào trong. Trên giường chị Hương nằm ngay như một xác chết, chỉ trực chờ thoi thóp thở. Mắt liền nhắm nghiền, mắt tái nhợt, mồm ngậm chặt, nước bọt sùi ra hai bên mép. Bà Mai ôm chầm lấy con kêu khóc. Trời đất ơi, con ấy làm sao thế này? Ông thân hỏi gấp. Làm thế nào bây giờ hả bác xã? Bây giờ hãy đốt lửa nóng lên cho chị ấy tỉnh lại đã. Nhưng mà đàn bà có mang biết có đốt mo cau được không? Bác xã ngẩn người, nhưng bác nghĩ ra ngay. Bà đứa ấy bảo đứa bé đã chết rồi thì còn sợ gì? Hay là cứ ra mời bà ấy vậy, chứ mình biết thế nào? Bà Mai sụt sịt bấy giờ mới quay lại bảo con rể. Phải đấy, anh cả chạy đi, mau lên, người làm ra của chứ không phải là làm ra người. Bà Mai cứ ôm lấy con mà khóc. Ông thân tất tả đi tìm lá nón mo cau trồi xuề để mà đốt. Thấy tiếng khóc, mấy người hàng xóm nhanh nhẩu chạy sang để hỏi thăm. Và cuối cùng ông thân chạy lang sang tìm thêm mo cau và chổi. Mùi lá cọ và lá sơn khét lẹt, khói mịt mù. Người đốt đầu giường, người đốt chân giường, gian buồng nóng gian. Một lúc sau chị Hương tỉnh lại. Chị lờ mờ mở mắt nhưng lại nhắm lại ngay vì khói. Bà Mai mừng rú lên. Cháu nó tỉnh rồi các bà. Thôi thế thì dập lửa đi. Ông thân mời mọi người ra ngoài uống nước. Trong buồng chỉ còn lại chị Hương, bà Mai và bác xã. Có mệt không con? Ơi mệt, nhưng mà đau bụng lắm. Bác xã nhanh nhẩu nói. Hay là chị cố dặn cho cái thai nó ra thì khỏi đấy. Chị Hương nghe lời của bác xã, đang nằm nghiêng chị quay nằm ngửa. Im lặng, chỉ có tiếng thở trong phòng tối. Bỗng chị Hương cấu chặt tay của bác xã. Bác ơi! Tiếp theo đó tiếng trẻ con khóc oe oe. Mọi người đều ngạc nhiên và mừng rỡ. Mấy bà hàng xóm vội vã cầm đèn chạy vào. Sang buồng nhỏ lại nhộn nhịp. Bà Mai mừng rỡ bế bổng đứa bé lên. Cháu dai các bà! Ngọn đèn soi rõ vào mặt của đứa trẻ. Nó nhắm mắt lại khóc oe oe. Đầu nó to thế kia hẳn thế nào mà khó đẻ. Thế mà con mẹ đỡ nó dám bảo là cháu tôi chết rồi. Thôi hãy cho nó bú đi đã. Phút lo sợ đã đi qua, mọi người ra nhà khách để uống nước. Chuyện trò thật là vui, ai cũng căm giận bà đỡ. Vừa lúc ấy thì anh Thịnh về, vừa vào trong nhà chưa kịp chào ai, ông Thân đã bảo ngay: Nó ở cữ con trai rồi. Sự vui mừng hiện lên trên nét mặt của người trai quê. Thế à thầy, con lo quá, bà đỡ bà ấy đi ngủ rồi. Con gọi mãi bà ấy mới ở trong nhà, nói vọng ra là cứ bảo con về đi, rồi nó khắc khói. Bà Mai liền hầm hầm: Đỡ thế à, đi đỡ mà lúc khó khăn người ta mời lại không đi. Tử tế thì bà cầm cố giả nốt cho 1-2 đồng. Đã thế thì cứ mà ăn cứt đấy. Mấy bà hàng xóm liền hùa theo: Tử tế cũng không phải giả, con người ta thế mà dám bảo là chết. Mà lại cho uống thuốc gì dẫn đến nỗi người ta bị ngất đi, cho người ta uống để sống hay là chết? Ông Thân liền rụt rè rồi nói: Nhưng mà cũng phải giả người ta, con mình sống là hạnh phúc rồi. Bà Liệu hàng xóm nói gắt: Không việc gì phải trả cả. Ông Thân vẫn giọng cũ: Không giả những người ta kiện cho thì làm thế nào? Hôm sau bà Mai lại dọn hàng quà ra bán như bình thường. Tình cờ ông Phán và mấy người bạn công ở tỉnh về vào nghỉ trong hàng. Vui miệng bà thuật lại chuyện hôm qua cho họ nghe. Chưa nghe hết, ông Phán sửng sốt hỏi: Thế con mẹ đỡ nó cho chị uống cái thuốc gì? Không biết, cháu chỉ biết là nó tròn tròn và trắng. Trời đất ơi, thế này thì láo thật. Tôi làm nghề nhà thương mấy năm nay chưa thấy ai để cho thuốc uống để mà thai bật ra bao giờ. Bà Mai há mồm không hiểu. Nếu cái thai đã chết thì gắp ra chứ sao lại cho uống thuốc. Nếu mà thiếu đồ dùng thì phải bảo người ta đi nhà thương. Thôi nó lại lấy thuốc lăng nhăng rồi nó lòe bà rồi. Chúng cháu quê mùa có biết gì đâu. Thế nó bảo uống được thì cứ uống thôi. Hai người bạn của ông Phán nói: Cho dù cô uống thuốc đi nữa, bà đỡ cũng không bao giờ được lấy tiền. Thuốc nhà nước phát mà đi đỡ người ta cũng có lương rồi. Bà Mai đã hiểu: Thưa các ông, thế mà chúng cháu ở đây hễ nhờ nó đỡ thế nào cũng phải mất tiền. Có nhà lại còn phải làm cơm cho nó ăn. Cả ba người đàn ông đều sốt sắng. Như thế thì bà kiện cho nó một mẻ đi, có cái chứng cứ hẳn hoi. Không kể đến cái tội nói láo và cho thuốc uống ra thai, cứ một cái tội đi đỡ lấy tiền riêng cũng đã đủ đi tù rồi. Bà Mai im lặng không nói gì cả. Bà nghĩ đến món tiền phải tiêu nếu bà đầu đơn kiện, rồi còn phải đi lại theo đuổi hàng tháng, mà mỗi ngày đi là mất một buổi hàng. Phải đấy bà, thế nào bà cũng phải kiện cho nó một mẻ mới được. Ông Phán nói xong liền thò tay vào túi quần tây lấy khăn lau mặt. Bà Mai cúi đầu nói khẽ: Thôi thưa các ông, cháu mình sống là phúc rồi. Mình gây thù chuốc oán với họ làm gì. Nhịn nhục là hơn cả trăm sự đã có rời. Ba người nhìn bà để cảm phục. Bà Mai mở tủ xếp lại những bao diêm, rồi bà im lặng nhìn nắng rọi trên cây lá. Nghe đến bà đỡ lại căm hờn. Bà chợt đổi ý kiến. Giá bà có tiền, chỉ cần dư dật một chút bà cũng nhất định sẽ kiện. Nhà những ông này làm đơn cho, mất độ 100 chứ 200 bà cũng kiện. Nó cứ tù là bà hả hê. Nhưng mà bà nghèo quá, ngay bữa cơm chiều nay cũng chưa biết ăn với gì đây. Vại cà đã hết mất, rong uống những ba hào một mớ. Nghĩ đến đấy bà lại thấy lòng chua xót, thế thì còn kiện ai. Bà đặt chiếc gáo con xuống chõng, bày lại mấy bao thuốc lá rồi ngẩng nhìn ba người khách lộng lẫy trong những bộ quần áo tây đắt tiền ngồi ở trước mặt. Hàng rào sắt lừng nửa dưới là tường gạch phủ đầy hoa tiên, mùa đông chết khô đến tận gốc. Vừa thấy mùa phun lại đã mơn mởn tua tủa những ngọn và tay vịn non tơ, đỏ tía như những tia máu. Chỉ 10 ngày hóng gió xuân, từ những ngọn ấy đã phun hoa, hệt như hạt máu nhỏ li ti. Để mấy ngày sau những hạt máu li ti nở thành những trái tim vỡ. Bừng mắt ra, Thịnh ngồi nhổm dậy. Tuy ít ngủ nhưng anh tỉnh táo lắm. Anh lắng tai nghe tiếng của vợ thở đều đều, bèn khẽ khàng nâng hé cái liếp để đi lại nhà bếp. Trời xanh ngắt vừng đông đã đỏ ửng, nhưng ánh nắng chưa láng đến tận sân. Gió hiu hiu làm xào xạc bụi tre, bỏ rơi những chiếc lá khô bay tơi tả. Đứng một nơi râm mát và nghĩ đến vợ đẻ con trai, Thịnh sung sướng khoan khoái thế lạ. Anh lần quẩn mãi đêm qua và nghĩ đặt tên con, và định hôm nay trước khi ra đồng cày nốt cho nhà Phú, anh rẽ vào nhà trưởng thôn nhờ ông ấy vào sổ khai sinh. Bỗng một con gà mái đi kiếm mồi từ sau nhà ra sân trước làm cho anh chú ý. Tự nhiên anh nghĩ đến cái cách sinh nhai vất vả của vợ. Mấy hôm trước chị vẫn tỏ ý tiếc mấy buổi chợ khi phải nằm một xó. Con gà lò dò đến gốc cao, bới đất rìa sâu, rồi ngẩng cổ lên nhìn, và nhút một cái nó nhảy đứng bám vào thành vải. Anh sợ bẩn nước giơ tay ra đuổi. Con vật hoang dang rộng hai cánh nhảy xuống. Bất ngờ con chó mực sổ ra đuổi theo. Con gà cuốn queo vỗ cánh bay phành phạch và cục cục kêu lên. Chó vồ theo gà quăng quắc chạy, và hai con đuổi nhau sang vườn bên cạnh. Thình chắc tiếng động này làm cho vợ thức giấc. Anh không thổi cơm vội, hãy đứng ở góc nhà để xem tình hình. Thì quả nhiên chị đã ló cái mặt xanh nhợt ra ngoài kính liếp. Cớm gọi mãi mà chả thưa. Người đàn bà ấy có dáng rất mệt nhọc, và vì mới đẻ cho nên lại gầy thêm. Chỉ quấn cái khăn vuông, mặc áo nâu dài và lận đôi dép một. Người ta bảo phụ nữ thuộc về phái đẹp, song sự thật với chị Hương hiện giờ, câu ấy hoàn toàn có ý nghĩa mỉa mai. Thành nhìn bộ dạng ốm miếu chán nản của vợ thì thương hại, anh nói: Tôi thổi cơm cho mình ăn, rồi ra thằng Hải báo tin xin cảnh rau, mang lại nhờ ông Nghị nhờ khai sinh cho thằng Cu mới được. Thôi phiền lắm, thằng Hải với tôi thì nó tiếc cái gì. Thịnh chắc chắn là như vậy, vì Hải là em vợ và hai anh em vốn thân nhau. Nhưng vợ anh vội nói: Đi đâu mà vội chứ, trẻ con mà cứ chụp ảnh là một, khai sinh là hai. Thịnh liền cười: Này mình à, tôi định đặt tên cho nó là Cu Vượng, mình thấy thế nào? Chị Hương nhăn mặt lắc đầu: Không gọi thế. Hôm nào đến nhà bác xã đặt cho nó cái tên, bác xã đặt tên hay lắm. Ồ, chả chứ nghĩa gì, dò nhà ai qua nhà đấy không cần, cứ đơn giản thôi. Vợ chồng đương dở câu chuyện, bên hàng xóm có tiếng the thé của bà Xuyến mắng con: Thằng Bình hư thật đó, mày có tìm xem nó đâu không? Ban sáng nó còn vườn làng vàng ở đây cơ mà. Chồng của bà liền ồ ồ nói: Tao thấy nó chui qua hàng rào nhà ông Thân. Bà Xuyến lại the thé: Thế thì sang nó mà tìm, thấy đứa nào ăn cắp đem mà đào mả bố nó lên. Nhà bà Xuyến tối qua bị mất trộm, đêm nghe động tĩnh dậy thì thấy cái gì lấp lánh ở bên nhà ông Thân, cho là thằng trộm đích ở nhà ấy, nhưng không bắt được tận tay, cho nên sáng ra cố tình nói cạnh khóe cho thiên hạ thấy. Nhà họ đã chửi đồng từ đêm qua, xong bên này chị Hương người còn yếu, và lại trong nhà có chuyện vui cho nên không cãi cọ làm hao tổn lộc lá, vận may cho thằng nhỏ. Thịnh bị nói cạnh, đang đứng định nói lại mấy câu thì trong buồng thằng bé con khóc lên ngặt nghẽo: Thôi kệ đi mình, người ta nói sai người ta phải tội, mình đâu hơi đâu mà phải đôi co. Thưa và dỗ con mình đi làm đi kẻo muộn. Thịnh trước nay chẳng bao giờ nghỉ làm buổi nào. Cấy xong cho nhà Phú, anh định cấy đến ruộng nhà, nhưng hôm qua chạy cả đêm lo liệu vợ đẻ, sức nay đã cạn kiệt, năng suất không được bao nhiêu. Cấy xong cho nhà Phú thì đã hết buổi. Thôi thì việc nhà mình để mai vậy. Con nhà nông trời đã sẵn bộ xương đồng da sắt để chống nắng với mưa. Ngày hè thiêu đốt, những ngày đông thì tê tái. Mồ côi từ nhỏ vốn làm người ở cho nhà Phú. Sau khi lấy hương quanh năm, anh phải lợi dụng hai cánh tay nổi bắp để đỡ mang tiếng là con trai nhà vợ, để được ăn ở lương thiện và để mong đóng góp với làng cho người ta khỏi khinh. Bởi thế mà cũng như phần nhiều dân quê, sự hiểu biết của anh rất hẹp, suy nghĩ của anh cũng rất gần. Nó hẹp nó gần trong vòng lũy tre quây quanh làng, xa hơn nữa là cánh đồng đời đời phẳng lặng. Cuộc sống sinh hoạt mộc mạc làm cho anh bằng lòng sống hiền lành yên phận, không ước mơ cao xa phiền phức, bon chen với đời. Sống như là ông cha của anh sống từ trước, như là phần đông người làng hiện giờ đang sống. Mục đích cuộc đời của chị Hương cũng không có gì khó hiểu. Nó theo nếp của những người khác là lấy chồng để nương tựa, buôn bán để có việc và đẻ con để nuôi. Chị Hương đặt gánh lên vai thế nặng, chỉ biết mình vẫn còn yếu. Nhưng mặt trời đã lên cao, rọi những tia chói lọi qua đám lá cây. Chị nghĩ đến chồng lúc này ở ngoài ruộng, chị được sung sướng nhàn hạ hơn, vì khi nắng khi mưa lúc nào cũng ngồi dưới mái lều. Chị bước rào cẳng theo đà của hai chiếc bồ rún lên rún xuống. Này chị Hương, tôi nói cho bà biết, tôi có hết chứng cứ rồi đấy. Không liệu mà làm thì chẳng ra gì với tôi đâu. Chị Hương đứng dừng lại, đặt phịch gánh xuống đất. Chị hung hăng nhìn bà Xuyến mặt nóng bừng bừng. Nhưng chưa nói chị đã thấy run lên, đầu choáng váng và mệt dốc hẳn người. Định thần một lát chị mới đáp: Nhà tôi cây ngay không sợ chết đứng, nghĩ là sinh sự thì sinh sự, chứ bột trên tòa gà nào dám mổ mắt. Bà Xuyến chạy ra tay cầm thanh củi. Phải, muốn sinh sự sinh thì xem. Chị Hương nghẹn hơi đến cổ, xong biết thế không làm gì nổi, nhưng không lẽ chịu nước lép. Chị dở giọng chu ngoa: Nhà tôi không chứa nổi thổ đồ hồ. Chúng tôi không ăn trộm ăn cướp. Tôi không theo trai đánh đĩ, không buôn lậu bán vụng. 10 đời nhà đứa nào cũng không làm gì nổi tôi đâu. Bà Xuyến bị chạm nọc cười gật, nhỏ vào mặt chị Hương mà nói: Mày xem tao có làm gì nổi mày không? Chị Hương căm giận toan cũng mày tao và chửi nhau một trận đáo để, nhưng bên địch đã kéo nhau vào nhà. Sau hàng rào, bà Hoa hàng xóm tối qua sang chơi đứng lấp ló nhìn qua lớp lá râm bụt can. Thôi mà chị Hương, một câu nhịn là 9 câu lành. Chị Hương uất lên chùi nước mắt. Đấy, bà tính xem ai sinh sự trước. Thôi đi chợ đi, trưa rồi. Vẫn còn hậm hực, chị Hương cất cánh lên vai. Chỉ tiếc sao lúc nãy không cứ xông vào xé con mụ đó một mẻ. Nhưng chị tự an ủi: Ở đời bao giờ hiền cũng gặp lành, mà những kẻ gian ngoan tai quái như mụ Xuyến từ khắc đã có trời biết mà trị tội. Hàng ấy dứt khoát không thể giữ của bền được. Ông chồng của mụ Xuyến là một tay chơi có tiếng của làng. Cứ một vết sẹo dài chéo ở trên trán cũng đủ tố cáo lão sinh nhai bằng nghề gì. Ở tù ra hắn không ăn trộm ăn cướp nữa, nhưng lão lại nấu rượu lậu. Việc ấy cả làng biết, nhưng chưa lần nào lão bị bắt. Trên huyện hay cử người vì sục sạo nhà lão, nhưng lần nào lão cũng tẩu thoát được hết tang vật. Mà một khi người ta đã quay gót trở ra khỏi làng, lão lại công nhiên nhóm bếp nấu một mẻ rượu lớn. Cả làng ai cũng kiêng lão vì người ta không muốn dây dưa với con người ngang ngược. Lão ta tưởng như vậy là giỏi, càng chẳng sợ, chẳng nể ai. Lại thêm mụ Xuyến ăn nói chua ngoa, sống ki bo kiệt xỉn, là có thói ngồi lê đôi mách, dựng chuyện tung tin đồn. Người trong làng gặp không ít sóng gió cũng là vì thế. Chị Hương càng ngẫm nghĩ lại càng căm hờn. Chị không hiểu vì sao những người thù nhau với nhà lão không nghe ngóng đích xác lúc nào lão làm phi pháp. Chỉ cách ấy mới làm cho con người nham hiểm phải tuyệt nghiệp tù tội. Đến chợ, chị Hương chui vào trong lều lấy nón quạt một lát, rồi vờ vội đưa bộ hàng ra bày. Người quen kẻ thuộc ai thích chị vắng mấy buổi, và nay bụng chị đã bé đi thì biết là chị đang ở cữ. Với những người hỏi thăm, chị kể rành rọt cả cho nghe câu chuyện bực mình vừa rồi. Nói được như vậy chị mới hạ dạ. Nhưng bình yên không kéo dài được lâu. Bên mẹ Xuyến thực ra không tra được chứng cứ, luôn miệng chửi đồng cạnh khóe suốt ngày. Nhà ông thân cũng bực tức lắm, không nhịn nổi nữa, cho nên chạy ra sân mắng qua mắng lại. Rồi không ai bảo ai, bà Xuyến túm tóc của chị Hương đẩy ngã xuống nền đất. Bà Mai thương con yếu người tắt cho mụ Xuyến một cách trời giáng. Hai ông chồng hai bên thấy như vậy lao và xô nhau. Tình thế vừa loạn vừa căng thẳng. Hàng xóm hai bên phải chạy tới, mỗi người ôm một tay một chân thì mới bình ổn lại cuộc chiến. Chị Hương bị xô ngã đập người xuống bờ gạch vỡ, máu di dỉ chảy ra ở hai bàn tay chống mạnh xuống. Người gầy gò chưa kịp khỏe bây giờ lại mất máu thêm, chỉ là đi nhanh chóng. Mọi người sợ hãi vội sơ cứu vết thương. Thịnh bế vợ lên giường nằm nghỉ, bà Mai thì đi nấu cháo. Ông thân tất tả chạy đi mời ông Du bốc thuốc tới thăm khám bệnh tình. Cả nhà ai cũng bận rộn lo lắng khôn nguôi, duy chỉ có thằng nhóc nằm trong nôi là ngủ im thin thít, không biết mơ thấy cái gì mà còn cười khúc khích giòn tan. Mụ Xuyến đóng cổng nhìn sang nhà ông thân một lượt rồi nhổ tuẹt một bãi nước bọt. Đáng đời lắm, trời phạt cái quân ăn cướp chúng mày. Nằm xem tivi được một lúc thì mụ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ngủ nhưng mà cảm giác vẫn tỉnh. Những ai đã bị bóng đè chắc sẽ hiểu được cảm giác mình nhìn thấy mọi thứ xung quanh, ý thức được, cảm giác được, nhưng không sao mà cử động được. Thiếp đi được một lúc thì mụ Xuyến thấy cơ thể của mình nặng trĩu, như có vật nặng đè lên ngực, khó thở vô cùng. Cố mở mắt ra, mụ nhìn rõ một bóng đen đang ngồi trên bụng của mình. Bóng đen đó chỉ nhỏ bằng đứa trẻ con nhưng nặng vô cùng. Mụ Xuyến muốn đưa tay xô nó đi, nhưng mà chân tay của mụ không thể nào nhấc lên nổi. Bóng đen hình đứa trẻ đó từ từ chui vào trong áo của mụ. Nó len lỏi lên đến ngực, rồi đột nhiên nó chui lên từ cổ áo thò ra, nhìn mụ một cách đầy ngơ ngác. Mụ Xuyến cảm nhận được rõ hai bàn tay nhỏ của nó đang sờ lên mặt của mình. Mơ hồ mông lung, mụ không thể nào diễn tả được khuôn mặt của nó. Đột nhiên nó cua tay cào lên hai đường trên mặt. Mụ đau đớn cùng cực nhưng không sao hét lên được. Nước mắt cũng không thể rơi, cơ thể muốn vùng lên mà không sao dậy được. Trời mùa hè luôn có những cơn mưa rào bất chợt. Dự báo thời tiết cũng nói phải mưa tầm tã mất mấy hôm. Hôm qua mưa, sáng nay trong bầu trời âm u nhưng chưa đổ hạt. Và bây giờ trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng cửa sổ chưa đóng đang bị gió thổi đập vào tường. Không khí mỗi lúc một đặc quánh lại, một mùi máu tươi tanh tưởi sộc vào mũi. Cái bóng đen trẻ con vừa tan mất thì Mụ Xuyến hốt hoảng cố cử động được chân tay, mồ hôi đầm đìa ra như tắm. Mụ quay sang tìm chồng nhưng lão không có trên giường, chẳng biết là đã đi đâu. Không khí đục ngầu khiến việc hít thở cũng thấy khó khăn. Mụ Xuyến mò mẫm trong bóng tối tìm cây đèn dầu, tìm bật lửa trong đèn, căn phòng dần sáng lên. Mụ chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở nặng nề và tiếng tim đập yếu ớt của mình. Cố gắng mở to hai mắt để nhìn khắp bốn bên. Chỉ có một màu vàng ngột ngạt đang cuộn lên như sắp nhấn chìm nuốt chửng lấy mình. Lật chăn ra còn chưa kịp đi dép, Mụ Xuyến vội vàng chạy ra ngoài cửa sổ. Mụ đang rất cần một luồng không khí trong lành. Hai tay lấy hết sức kéo, soạt một tiếng tấm màn lập tức tách làm đôi, co cụm về hai phía, không ngừng đung đưa. Gió lạnh thổi ùa đến, Mụ thấy trán của mình ớn lạnh, đưa tay lên vuốt thích chạm ngay vào một mảng ẩm ướt. Hơi ấm toàn thân từ từ tan biến, sau lưng cũng thấy ẩm ướt và ớn lạnh. Mụ chạy ngay ra nhà tắm, cúi đầu vốc lấy vốc để nước ở trong vải. Trong lòng đang lo lắng dần dần bình tĩnh lại nhờ dòng nước trong mát đó. Cầm một chiếc khăn ướt lau mặt nhưng càng lau lại càng thấy nhớp nháp khó chịu. Mụ giở khăn ra xem, hốt hoảng ném ngay xuống đất. Trên khăn đẫm một thứ chất lỏng tanh tưởi kinh hồn, đó là máu. Mụ cảm thấy các cơ mặt của mình giật giật, dây thần kinh trên huyệt thái dương căng siết lại. Phía sau gáy đột nhiên phả vào một làn hơi lạnh buốt. Mụ hoảng hốt quay đầu lại, xác nhận rằng trong nhà tắm nhỏ hẹp đó chỉ có mỗi mình. Một mùi máu tanh nồng lại sộc vào trong mũi, bên tai còn có âm thanh của tiếng nước chảy, nghe cực kỳ khó chịu. Mụ Xuyến đứng đờ đẫn ra đó, không dám chớp cả mắt, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt thôi thì một thứ kinh khủng sẽ đột ngột nhảy ra. Khi nghĩ đến từ nhảy ra, tim của Mụ đập dồn dập mấy cái. Mụ nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn, đứng thẳng lưng cứng nhắc, càng không dám động đậy gì thêm. Bàn chân trần trụi bỗng nhiên ươn ướt, ngứa ngáy quá. Mùi máu tanh trong không khí mỗi lúc một nồng đậm hơn, cả cái mùi tanh tưởi khủng khiếp đang tràn ngập trong không khí. Mụ hơi cúi đầu nhìn xuống, thấy bàn chân của mình đang ngập trong một vũng đỏ tươi. Còn cái nguồn gốc của dòng chảy màu đỏ tươi đó chính là máu người. Mụ cố nén lại một tiếng thét trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên. 10 đầu ngón chân đã bị máu kết lại. Mụ Xuyến nhìn thấy dòng chảy của cái vũng đỏ tươi ấy, đầu tiên là thấy đường ống bên dưới bồn rửa mặt đang rỉ ra một vệt máu dài. Nhìn tiếp lên trên thấy máu đang tràn ra như lũ, vòi nước vẫn đang chảy ra ào ạt, không còn tuôn ra những bọt nước nhỏ xinh mắt lạnh nữa, mà đó là máu tươi. Nhìn giật mình thon thót, dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn dữ dội, đồng thời với cảm giác sợ hãi dâng ngập trong lòng. Mụ không thể nào chịu đựng được nữa, vội vàng xoay người chạy ra khỏi nơi đó, nhào lên giường túm lấy chăn, cố gắng nén lại cảm giác hoảng sợ và buồn nôn đó. Song trong đầu của Mụ không sao xóa đi được những hình ảnh khủng khiếp vừa rồi. Một nỗi sợ vẫn cứ tuôn ra ào ạt như máu, không ngừng trào lên ngực người đàn bà 50 tuổi chua ngoa, thích buông lời ác độc. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cho Mụ Xuyến như chết đuối với được cọc, vội vàng ra mở cửa. Bà làm cái gì mà lâu vậy? Một tí nữa thì đái cả ra quần đây này. Cúi đầu xuống nhìn thấy bàn chân của mình trắng bong cũng không còn dính máu, một thở phào nhẹ nhõm yên lòng trở lại. Mụ Xuyến ngạc nhiên cố giữ bình tĩnh hỏi: "Mà ông đi đâu thế này?" "Đi đâu? Tôi nằm ngủ nãy giờ kìa." "Tôi có thấy ông nằm trên giường đâu. Bà mê sảng à? Thôi tránh ra tôi còn vào." Lão đẩy Mụ vợ qua một bên, gấp gáp kéo dây quần. Mụ Xuyến đi lại giường, khẽ khàng ngồi xuống. Còn chưa hết hoang mang thì lão chồng không biết đã trở lại từ lúc nào. Lão bật cười, giọng cười rung lên đầy gợi cảm. Tiếng cười nghe xuồng xã và phóng đãng. Chồng ánh mắt nhìn xéo ngang Mụ cực kỳ nham hiểm, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Sao thế? Lão vừa cười vừa ngã xuống giường, chỉ vào Mụ rồi cười tới mức như là sắp đứt hơi. Mụ Xuyến đưa tay chạm vào lão chồng của mình, Cánh tay để trần của lão lạnh ngắt và cứng nhắc. Mụ còn chưa kịp rụt tay về đã bị lão nhanh như cướp chụp lấy tay. Lòng bàn tay của lão đầy mồ hôi, còn giọng nói thì thoát cái đã kéo dài ra một cách quỷ quái khác thường. Mụ gắng sức thoát ra khỏi sự trói buộc của bàn tay lão, xong bàn tay của lão siết lại mỗi lúc một chặt hơn, khiến cổ tay của mụ đau nhói như sắp vỡ vụn. Mụ xuyến kinh hoàng thét lớn: "Bỏ tôi ra! Hôm nay ông sao thế này hả? Đau lắm!" Giọng cười của lão đột nhiên trở nên khàn khàn như kiểu thanh đới đã bị tổn thương. Nó khiến cho lão càng đáng sợ hơn. Dường như lúc đó bàn tay siết chặt lít cổ của mụ không còn là của người bạn đời đầu ấp tay gối suốt 30 năm qua, mà đó là của ma quỷ. Mụ muốn thoát khỏi nó, gắng sức để giãy giụa, nhưng tất cả đều phí công vô ích. Bình thường lão gầy gò ốm biếu, nhưng chỉ ấy sức lực của lão đột nhiên lại mạnh mẽ một cách lạ thường. "Buông ra, buông ra!" Mụ vừa giằng co vừa thét lớn. Lão vẫn cười, rồi lão bỗng nhiên ngẩng phát mặt lên. Mụ xuyến trong thấy cổ chồng đã đứt gãy, xương họng trắng phớ lòi cả ra ngoài, giọng hệt như là một đường ống nước bằng cao su. Máu không ngừng phụt ra từ vết thương đó, phun đầy trên mặt đất, sau đó chảy tràn qua bàn chân của mụ, len vào khe giữa các ngón chân, gây nên một cảm giác ngứa ngáy để khiếp đảm. Mụ đứng im ở đó không dám nhúc nhích, nhìn cái đầu bị gãy xương cổ của chồng mình cứ lúc nha lúc nhúc. Lạnh quá, một cơn ớn lạnh thấu tim từ sau gáy chuyển đến, từ từ siết chặt lấy từng chút bột. Mụ xuyến ngửa cổ ra nhìn, khuôn mặt của lão không bộc lộ một chút cảm xúc. Hai tay đang đặt trên cổ của mụ, mỗi lúc siết chặt hơn. Mụ quên cả việc giãy giụa, chỉ giữ nguyên tư thế. Cảm giác nghẹt thở lập tức vây quanh. Lão chồng của mụ ngáp ngắn ngáp dài, xích lại cặp quần, ung dung đi ra từ nhà tắm. Mặt lập tức xanh lét khi thấy mụ xuyến hai tay tự bóp cổ của mình. "Này, bà sao vậy hả? Làm sao vậy?" Nhưng tay của mụ chắc như gọng kìm, lão không sao gỡ ra được. Lão bối rối không biết phải làm sao, hô hào mọi người tới giúp. Nhưng khi hàng xóm chạy tới nơi, xác của mụ quòng queo nằm cứng đơ dưới đất, mắt mở thao láo như bị lên cơn động kinh. Cái chết kỳ quái của mụ khiến cho dân làng hoang mang lo sợ. Nhiều người đồn thổi đã truyền hết tai người này miệng kia, không sao đếm xuể. Cứ rảnh tay là mấy người đàn bà lại tụm năm tụm ba và hóng chuyện. "Này, tôi để ý thế nha, cái đêm mà mụ xuyến chết đấy, chó trong làng cứ thi nhau sủa không biết là làm sao. Trước giờ có khi nào thế đâu, tôi tưởng tượng là làng có trộm, cứ ngó ra ngó vào mãi. Chị nhắc tôi mới nhớ, đêm mà cô Hương đẻ đấy, cái lũ chó sủa ầm ĩ kinh người, còn ghê hơn cả đêm qua. Sao lại thế nhỉ? Hay là bọn chó nó kỵ trẻ sơ sinh? Chị này nói lạ thật đấy. Trong làng mình mấy tháng trước, nhà bà Minh với nhà ông Quý chả có trẻ con mới đẻ, mà đêm đó có tiếng chó nào cắn đâu. Thế thì lạ quá, không biết là làm sao tôi cứ có một cảm giác nó không có lành. Ôi dào ôi, đêm qua cô Hương đẻ nhà bà Xuyến đã chẳng kêu mất trộm là gì, có khi là chó sủa trộm đó. Không phải, hôm qua lúc lão lại sẹo đó, chồng của mụ Xuyến bỏ tiền ra lo ma chay cho vợ lão, lại tìm thấy đống tiền cất trong đáy tủ quần áo, để quên ở trong đấy. Thế thì không tìm kỹ lại đỏ ngay cho nhà ông thân, làm cho hai bên hàng xóm sống với nhau như là thù địch đó. Ồ, thế ra là không phải ăn trộm. Về cái lũ chó rút cuộc là sủa với cái gì? À, mà các bà nghe gì chưa? Chuyện làng bên đấy." "Chuyện gì?" "Thì chuyện nhà cái ông dậu ấy, có cô con dâu bị hành hạ đánh đập suốt cả ngày. Đứa con nhỏ mấy tháng tuổi cũng bị vạ lây. Đúng cái đêm mà cô Hương cô ấy đẻ thì nhà bên cô ấy cả con dâu lẫn con nhỏ đều bị đánh chết, trên người bầm tím đủ lại vết thương. Thằng nhỏ con bé như thế mà thương mẹ, chạy lại đỡ đòn cho mẹ, bị gậy của bố nó giáng vào đầu đó. Khiếp, sao lại khổ thế? Nhưng mà không thấy kèn trống gì hả? Nhà nó khinh đàn bà con gái, nhà hai mạng người chỉ quấn chiếu chôn thôi, không cả thèm mua quan tài hay là tổ chức đám ma. Thế thì tội quá. Nhưng mà còn cái chuyện kinh khủng hơn nữa cơ." "Chuyện gì vậy?" "Chồng của người mới chết hôm sau liền ngã dập đầu, chết ngay tại chỗ." "Làm sao lại thế?" "Tôi không biết, tôi chỉ nghe phong phanh vậy thôi." "Quái lạ thật nhỉ." Bà Mai ngồi trên chiếc ghế thấp, thỉnh thoảng mở hộp trầu ra lấy một miếng để nhai cho đỡ buồn, và luôn luôn mời chào người qua kẻ lại. Nắng gắt như là quăng lửa, trời càng về trưa người đi chợ đi làm về càng đông. Mọi người trộn lẫn với mùi cá mùi thịt theo bụi bặm xông lên. Bà Mai thấy đói bụng, lấy cơm nguội ra nắm chấm với mắm ăn. Nhìn đằng xa có một lão già lưng còng lụ khụ, tay chống gậy trúc chậm chậm bước tới, dường như là người tha hương. Áo trong bằng vải, áo ngoài bằng đũi nhuộm vỏ sò. mà cũng phải dài đến tận đầu gối, cùng may lối năm thân và cũng có cổ rất cao. Người ấy mặt lãnh đạm, đội khăn quấn có 5 vòng, nhưng đằng trước đếm được hơn 10 nếp. Lạ là lão cứ nhìn chăm chăm vào nhà của bà Mai, đảo quanh một lượt rồi liên tục lắc đầu. Này ông muốn hỏi thăm ai? Bà Mai hơi khó chịu đặt nắm cơm xuống, bước ra cổng dò xét. Các người phải để nó lại về nơi nó vốn thuộc về. Ông nói cái gì hả? Bà Mai nhăn mặt khó hiểu. Lão già tiếp tục bước, miệng vẫn lẩm nhẩm những lời đầy kỳ quái. Cháu của bà đã chết, đứa trẻ hiện tại không phải là cháu của bà phải trả nó về nơi nó thuộc về. Không thì hậu họa khó lường, tai ương khó tránh, người thân đều gặp tai nạn mà ra đi. Bà Mai nghe được nghĩ rằng ông ta chửi rủa nhà mình, liền mắng với. Này lão già, phủi phui cái miệng chứ, sao lại đi nói năng mấy cái lời khó nghe như vậy hả? Coi chừng họa vận vào mình đấy. Lão già không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bước đi. Bà Mai tức giận định nói thêm vài câu thì bất ngờ có một người kéo mạnh tay bà một cái. Bác ơi, không xong rồi. Bà Mai quay người lại chẹp miệng. Ôi dào ơi, hóa ra là con Lam và thằng Hải, tao cứ tưởng là ai. Bác với chị Hương ra ngay ngoài đình đi, anh Thịnh anh sao kia kìa. Chị Hương vừa cho con bú xong chạy thẳng ra ngoài. Nhà tôi làm sao hả mỡ? Ai biết được chứ, người ta đang túm đông túm đỏ ngoài sân đình. Chị Hương vội vàng nhờ em dâu trông hộ nhà cửa, tức tốc cùng với bà Mai chạy đi. Chị cắm cổ chạy đến quên cả mệt, cô đoán mà không sao biết được việc gì. Bà Mai bảo con đi trước, mình sẽ rẽ sang nhà bác xã để tìm ông thân. Đến đầu làng, chị Hương thấy đám đông đi về phía đồng. Vì không gặp ai cho nên hỏi, chị cứ chạy theo, nhịn thở nhăn mặt ôm bụng mà chạy cho kịp. Gần đến nơi chị mới gặp một người mách. Có rượu chôn ở ruộng nhà anh chị đấy. Tin sét đánh ấy làm cho chị rụng rời cả chân tay. Chị hiểu ngay, chị thấy chồng đầu không nón mình không áo, mà trời nắng chang chang thì thương hại quá. Anh Thịnh bị trói giật cánh khỉu, đầu dây chảo của người tuần cầm. Người quan trên đỏ mặt vẫn như mọi bận, đội mũ vải vành rộng bìa, mặc áo sơ mi nịt và quần cụt, chống cái ba tong thật to. Đi với ông ta có thêm hai người lính áo vàng, nón vàng, dẫm chân không, nhưng có vẻ oai vệ lắm. Sau ông quan thì đến lý trưởng chánh hội phó lý, hai người tuần và đến trăm người kéo nhau đi xem. Những người này đều nhìn Thịnh bằng một đôi mắt ghê tởm khinh bỉ. Tự nhiên họ ghét bỏ một người bất lương, hành động trái pháp luật như kẻ cướp kẻ trộm vậy. Nguyên nhà thương chính trên huyện được báo tin có rượu lậu chôn ở đồng làng Nam nên phái người trở về. Quan đến làng gọi lý trưởng ra ruộng để nhận thực và tìm bắt chủ ruộng là Nguyễn Văn Thịnh. Lý trưởng tuân lệnh phán khán thủ và một tên tuần đến ruộng nhà anh. Thịnh đang cấy, tự nhiên thấy có người vồ lấy mình và trói. Anh sợ hãi chẳng hiểu việc gì, ngơ ngác hỏi, nhưng không có ai trả lời. Họ thít rõ chặt dòng anh lên. Sau khi ấy, lính của quan chạy về nhà bà Mai, lấy thuấn sắt nhọn chọc chẳng còn thiếu chỗ nào. Trong nhà, ngoài bếp, trong cả đống tro, chọc tung cả quần áo. Lục lọi không thấy gì, người ta trở ra thì lúc ấy tuần giải Thịnh đến, biết rằng bị khám rượu lậu và chắc quan trên đã lầm. Anh giải thích, thưa con là Nguyễn Văn Pha không phải. Phải rồi, có trình báo là mày chôn rượu lậu. Thịnh tái mét mặt nhớ đến lão chồng mụ xuyến, chắc hôm trước bị trộm tưởng mình ăn cắp cho nên lập mưu cho mình bị phạt. Anh đã hiểu ngay vì đâu rượu lại bò đến ruộng của nhà mình. Thịnh biết tội này là quan trọng và đành chịu chứ không thể cãi oan. Nhưng muốn anh phục nhà nước không bắt lầm ai bao giờ, người ta giải anh ra đồng để được nhìn bằng hai mắt chính ruộng quanh có rượu và ký nhận vào biên bản. Chị Hương thấy chồng của mình oan uổng quá, vội chạy ngay đến người quan trên, hai tay vái lấy vái để mà khóc lóc nói. Lại quá lớn tha cho chồng con không biết nấu rượu bao giờ cả, chẳng qua là người ta thù cho nên làm. Ông quan bụng vệ như cái trống, trợn mắt giơ ba tong lên dọa. Hàng trăm người chạy ồ như vịt ngã cả lên nhau, nhưng không có gì cản nổi người đàn bà liều lĩnh. Tuy mặt người nhợt nhạt vì mệt vì sợ. Lại quan lớn, chồng con lương thiện không dám làm những chuyện phạm pháp. Đây, có mặt các cụ lý, cụ tránh. Quan lớn hỏi thì rõ ngay. Lý trưởng liền quắc mắt. Hai cái chị này, việc gì đến chỗ của tôi hả? Tôi không biết đâu, bước ngay. Quan lớn đánh cho bây giờ. Ông quan thản nhiên đánh diềm hút thuốc lá và chữa cái quài mũi. Chị Hương vẫn khóc lóc và nói lại nhải. Nó thù, nó chôn rượu vào ruộng nhà tôi. Rồi cảm động quá, chị nức nở to lên. Ai làm thế nào mà canh ruộng ở ngoài đồng được chứ? Khốn nạn cái thân tôi quá trời ơi. Người lính liền xua tay mà đuổi. Đi lên Hà Nội mà lý sự ở đây không biết, rồi tù mất nhà mất ruộng. Thế chị Hương khóc một cách lố bịch. Ông Quan nhăn răng ra cười. Hình như hắn đã chai mắt chai tai vì hàng nghìn hàng vạn tấn kịch có tiếng khóc lóc thảm thiết như vậy. Thấy tiếng kêu vang của mình vô công hiểu, chị Hương quay lại nói với lý trưởng và chánh hội. Lại các cụ làm phúc nói với quan hộ cho. Thật là oan cho nhà con quá. Có người đáng bắt thì các quan lại không bắt. Người lính quan thắc mắc. Im mồm. Chị Hương tức quá không chịu được bèn liền nói. Công làm việc vô lý chỉ bắt ức người ta mà thôi. Ruộng ở tận ngoài đồng chả lẽ ra đấy mà ngồi canh suốt đời hả? Tao mặc xác chúng mày, thích thì lên Hà Nội mà kêu. Từ nãy Pha không còn văn lại gì, anh cũng thản nhiên như là người ta. Vì anh coi việc phải trói và giải đi, rồi phải tù mất nhà mất ruộng là một việc dĩ nhiên. Sống bị chèn ép từ nhỏ, anh làm gì chẳng thấy được. Mắt thấy tai nghe biết bao nhiêu việc như vậy. Bởi vậy tuy thương vợ còn yếu đuối, anh chỉ lặng lặng mà chịu tội. Còn hơn là cưỡng là kêu, lỡ bị tát bị đánh thổi lại thêm khổ vào thân nữa chứ ích gì. Ông bà thân chạy đến khóc lóc quỳ lại van xin thanh minh đủ đường, vẫn không khiến cho quan động lòng thương. Anh Thịnh bị giải vì nhốt ở đình không cho ăn uống chẳng ngày phán xử. Lời nói chuyện của lão Lại, chồng của mụ Xuyến, vốn đã chán ghét vợ từ lâu, nhưng tính sợ vợ mọi chuyện trong nhà đều không dám phản bác. Nay vợ vừa chết bên ngoài lo liệu ma chay tỏ ra buồn đầu sầu thảm, nhưng trong lòng vui như mở hội sung sướng. Tới đó lão bí mật dắt mấy cô ả da trắng dáng xinh, cặp chân nõn nà và hai bầu vú căng tròn no nê về nhà. Nằm trên chiếc giường mà chính người vợ cũ vừa mới chết, lão vuốt ve thân mật với mấy cô ả, cười nói dâm đãng đê tiện cầm thú. Nửa đêm lúc đang say sưa mẩn mê nằm bên cạnh mấy người đẹp, lão mơ màng trông thấy một đứa trẻ con chạy vòng quanh nhà, cười khúc khích như đang vui đùa nghịch ngợm. Đứa nào vậy? Về nhà ngay đi. Lão quát lên, ý thức vẫn tỉnh táo, cố chờ đợi xem đứa trẻ có rời khỏi nhà mình chưa. Một lát sau không nghe tiếng cười nữa, lão đã yên lòng hẳn hơn. Đang định nhắm mắt tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ thì đột nhiên một gương mặt trắng phớ non nớt ập ngay vào tầm nhìn của lão. Lão giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy. Trước mắt không thấy gì nữa, chỉ thấy dưới nền đất một cái gì tròn tròn khum khum trông rất lạ lùng. Lão ban đầu không dám chạm vào nó nằm mềm nhũn dưới chân giường, giống như một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say. Lão Lại từ từ tiến lại gần, thu hết can đảm lấy chân đá vào đó. Một cảm giác trơn lạnh vốn có của sa tanh chuyển đến đầu ngón chân, khiến cho lão bất giác rùng mình. Hóa ra nỗi khiếp sợ tận sâu trong đáy lòng của mình không dễ dàng mất đi như vậy. Lão ngồi nhìn chằm chằm vào nó, trong không gian yên tĩnh tới mức chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và cả tiếng thở nặng nhọc của lão. Thần kinh giống như một miếng cao su, hết bị co thắt lại rồi buông lỏng rồi lại co thắt. Lúc lão chuẩn bị chạm tay xuống thứ đó thì bỗng từ trong nhà vệ sinh đột ngột truyền sang tiếng xả nước mạnh. Tiếng nước chảy một cách kỳ lạ vang lên, khiến cho lão không thể kiềm nén mà phải dùng mình một cái. Vội vàng xông vào nhà vệ sinh, lão cúi đầu nhìn về phía vòi đang không ngừng phát ra tiếng nước chảy. Sau đó thì cảm thấy tiếng tim đập mạnh dữ dội, bởi vì nhìn thấy nước trong nhà vệ sinh tự động mở. Vào giờ khắc này lại chuyển thành một dòng máu đỏ tươi. Chẳng lẽ oan hồn của mụ Xuyến hiện về trách cứ mình chuyện trăng hoa? Lão vừa nghĩ vừa lo, đoạn nhắm tịt mắt và lạy bốn hướng. Tôi xin u nó, tôi lại u nó, tha cho tôi. Tôi nhất thời mù quáng, xin u nó hãy yên nghỉ đi, đừng về hù dọa tôi nữa, tôi sợ lắm. Đoạn lại lẩm nhẩm trong miệng mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật nên làm bùa hộ thân, rồi lát sau mới dám mở mắt ra. Vòi nước không chảy nữa, nền đất cũng không hề có máu, khô ron như thể đã rất lâu rồi không có ai dùng đến. Lão Lại thở phào nhẹ nhõm, đương xoay người quay trở lại buồng ngủ thì từ dưới hố xí lại đột nhiên phát ra tiếng động lạ lùng. Lão định mặc kệ mà bước đi, nhưng tiếng động ấy ngày một mạnh hơn, dồn dập và khắc khoải, như thể có thứ gì đó đang khao khát thoát ra ngoài. Lão run rẩy bước đến gần, ngay khi lão vừa ngó đầu nhìn xuống thì bỗng một cánh tay trắng bệch thò lên, bất ngờ nắm lấy vai trái của lão. Một cảm giác lạnh run nhanh chóng truyền đến khắp cơ thể. Lão Lại lập tức bị dọa cho đến mức sợ hãi phát ra tiếng la inh ỏi, cố sức giằng ra khỏi miệng hố. Nhưng sức của lão đã bị hút cả xuống dưới. Mắt mở to để kinh sợ, tay dùng hết sức mà không tài nào gỡ được bàn tay lạnh toát kia ra. Cuối cùng cả cái đầu dài nhỏ đã chui tọt xuống dưới miệng hố. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra lão lại chết trong tư thế đầu cắm vào trong hố xí. Tuy cách chết không giống nhau, nhưng cả lão lại và mụ Xuyến đều có chung một điểm, đó là có thù riêng với nhà ông bà thân. Chuyện này đồn ra khắp làng trên xóm dưới. Trước mặt thì dân họ không nói, nhưng mà sau lưng tám chuyện với nhau thì 9 trên 10 người đều cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến nhà ông thân. Quan trên đến khám xét hiện trường, vô tình tìm thấy đống rượu lậu giấu trong kho chứa củi của nhà lão lại. Biết là anh Thịnh bị oan, nhưng vẫn bắt nộp mấy đồng bạc mới cho thả về. Cơn dị nghị của dân làng đáng nhẽ cũng qua đi, nhưng mà không ngờ nhà chị Hương lại tiếp tục xảy ra chuyện lạ lùng. Đứa bé mới sinh được chưa đầy tháng đã ăn được cơm và nói chuyện vanh vách. Người bảo thằng bé này là thần đồng, nhưng không ít người nghi nó là yêu ma quỷ quái, hay là một giống nào đó sẽ gây nguy hiểm cho người khác. Mà lại càng chắc chắn hơn sau cái chết đột ngột của hai vợ chồng lão lại. Tóm lại là nó không phải là người. Gia đình của ông thân không hề tin vào mấy lời nhảm nhí đó, cho rằng thiên hạ ghen tức vì nhà ông có đứa cháu xuất chúng, trăm năm gặp một, cho nên buông những lời cay nghiệt để che giấu sự khó chịu ghen ghét của mình mà thôi. Mùa hè đang ở độ dữ, trời nắng gay gắt nên là lò hỏa thiêu. Hai bên đường chẳng có một bóng cây, chỉ có một cánh đồng phẳng lặng với làn nước loang loáng. Vay mượn khắp nơi mới được mấy đồng trả nộp cho quan. Anh Thịnh được thả về nhà sau mấy ngày lão lại chết. Nhưng quan bắt đúng 3 hôm sau phải lại lên trình đơn và tiền phí. Anh đội khăn lượt, mặc áo vải tây đen và quần trắng vải to, là những thứ vợ anh đã sắm cho từ lâu, nhưng ít khi có dịp để dùng. Anh mượn cái ô trắng để che, vì từ làng lên huyện xa những 6 cây số. Anh vừa mừng vừa lại lo. Mừng vì trong lưng có phong thư của ông trưởng thôn, anh chắc chắn thế nào cũng được quan thương mà ngư đi cho. Lo vì bỡ ngỡ mới đến cửa quan lần này là một. Anh dắt 5 đồng 2 hào tư. Chẳng phải anh biếu cả quan chỗ tiền ấy. Ông trưởng thôn bảo tạ độ 2-3 đồng là quá phải. Ông đã dặn lối vào trong công đường, chỗ nào là trại lệ, chỗ nào là trại cơ, chỗ nào là buồng giấy, ông thừa ông lục, chỗ nào là chỗ quan ngồi. Ông lại chỉ bảo anh dành dọt lời ăn tiếng nói với lính và quan nha. Ông bảo vì anh là dân cho nên phải đúng ngày giờ hậu kiện cho phải phép, chứ cứ như ông thì chẳng phải đến công đường hoặc lúc nào lên cũng được. Ông quả quyết anh chỉ phải giáp mặt quan độ một lát rồi lại được thả về ngay. Cho nên vợ anh dặn nhân tiện lên huyện thì chỗ tiền thừa anh ra phố đến hiệu chú sĩ mua 10 phong thuốc lá và vài chục diêm, nửa tát xà phòng, 1 hộp lơ và 2 cỗ tổ tôm. Đến cổng huyện, anh đứng ngoài nhìn vào, thấy bên trong tấp nập những người đi kẻ lại. Anh cố tìm cậu lính hôm trước để gọi, nhờ cậu đưa đường cho thì hơn. Vì cậu dặn khẩn khoản thế nào lúc đến huyện, anh cũng vào chơi uống nước. Nhưng anh không gặp người quen, anh đành theo các người khác vào trong sân. Có mặt người lính khố xanh bồng súng gác ở cổng, anh lễ phép ngả ô, rồi tiến đến gốc bàng có bóng mát, bẽn lẽn đứng chờ. Tuy vậy anh cũng sợ, anh chẳng dám đường đột nhìn ai. Trong lúc đắn đo lại thấy những tiếng dạ vâng, những lính lệ cắm cổ chạy. Bỗng có người đi đến hỏi làm cho anh đứt mối nghĩ ngợi. Người kia có việc gì? Thưa cậu, là tôi mang giấy của ông trưởng thôn lên hầu quan nhà cậu bẩm hộ. Người lính không đáp, khùng khỉnh đi thẳng đến một người dân khác đứng gần đó. Một lát nữa người lính nữa lại đến xoắn suýt, nhưng lại có câu trả lời đó thì lại có sự lãnh đạm ấy. Anh Thịnh nhớ cái quang cảnh ở bến ô tô ngoài tỉnh và sự mời chào của những người bán vé. Anh biết được rằng đã khờ vì không đáp thực thà. Người lính thứ tư có dáng vẻ tử tế hơn, anh đáp: Tôi lên hầu nộp tiền cho quan. Hầu hạ gì bây giờ, quan đang bận. Nhưng giấy sức khẩn kia mà. Người lính lại gắt lại: Đợi đấy, mai. Rồi anh ta cầu nhàu: Sức quan thì tật đếch nào mà không khẩn. Kinh ngạc, Thịnh đáp: Chết, nhà tôi ở xa lắm, cậu vào trình quan hộ cho tôi con về. Cậu lệ ngắm Thịnh từ đầu đến chân rồi đứng gần lại, hất hàm thân mật hỏi: Có gì không? Thịnh vui vẻ móc trong túi phong thư, mỉm cười đáp: Có giấy cổng trường thôn. Bỗng huỳnh một cái, Thịnh bị ngay một quả tống thẳng vào ngực. Này trưởng thôn này, cậy có trưởng thôn à? Trưởng thôn thì đến ngày kia. Bây giờ Thịnh mới ý thức được là mấy người lính vòi tiền, liền chia ra trước mặt họ 1 đồng lý nhí. Các anh à, Nhà tôi chỉ có một chút này thôi, anh giúp cho. Người lính quắc mắt nói, cỡ 4 người mà 1 đồng thì chi chắc thế nào? Phải mỗi người 1 đồng chúng tôi mới cho thông hành qua được. Anh Thịnh bối rối, ấy tôi không có nhiều như vậy. Chưa kịp nói dứt câu, 3 người lính kia tới đẩy anh ra ngoài cầm. Không có thì bước ngay đi. Anh Thịnh không còn cách nào khác đành đưa cho 4 tên lính mỗi tên 1 đồng. Chúng cười hả hê đoạn đồng ý cho anh vào gặp quan. Để gặp quan huyện rồi trình cả giấy xin của trưởng thôn, nhưng mà tên quan tham lam đòi anh những 5 đồng bạc thì mới tha. Khổ nỗi có hơn 5 đồng dắt theo người thì bị bọn lính sai nha lên mất 4 đồng chẵn. Bây giờ chỉ còn 1 đồng bạc mọn còn con. Quan không nghe, sai lính đánh anh một trận rồi ném ra ngoài. Hạn cho anh thêm 2 ngày nữa thì trình lại lên, không thì lật án bỏ tù. Anh thất thểu đi trở về nhà, lòng vừa tức giận vừa lo sợ. Chị Hương thấy chồng tím thấy mặt mày thì liền hỏi, mình làm sao vậy? Quan bảo sao? Anh Thịnh ngồi phịch xuống giường đau khổ đói, lính nhà cướp mất 4 đồng và trình quan không đủ, bắt 2 ngày sau lên lại. Chị Hương điên tiết lắm, lâu nay thấy hơi khó chịu vì sự ngốc nghếch quá đỗi thật thà của anh mà chưa có dịp lên tiếng. Rõ là dở hơi, bọn lính nó có miễn tội cho anh đâu mà phải thế, cứ làm ầm lên chúng nó khắc phải sợ. Tiền vay đã khó khăn, bây giờ vay tiếp thì ai cho? Rồi thì làm bao giờ mới trả xong chỗ nợ ấy? Anh Thịnh bị đòn đau trong lòng đã vô cùng khó chịu, nay về lại nghe vợ dằn vặt thêm thì ức chế sẵn giọng, thôi im đi, tôi cũng có muốn chuyện nó ra nước này đâu, nhưng nó là quan, mình là dân, mình phải chịu thôi. Chịu cái gì mà chịu? Chị Hương liền gắt, không phải tại anh ngu ngốc không biết kéo léo lựa đường mà nói thì cái tội của anh xá được lâu rồi. Thịnh lại càng trở nên điên tiết, mắng qua mắng lại liên tục. Sao không chịu nổi nữa, anh vung tay tát chị Hương một cái ngồi xuống đất. Ông Thân và bà Mai can ngăn mãi, 2 người biết chịu thôi. Dần vợ anh không ngồi chung giường nữa mà bắt một tấm phản ra ngoài sân. Thỉnh thoảng những con muỗi to và những con kiến lửa kình lại đốt anh đau nhói, mà cả hai đùi tê liệt, máu động lại, bấm không thấy đau. Anh mỏi nhưng càng cựa lại càng đau. Anh thấy ở đời không có cái dại nào giống cái dại nào, tự nhiên vô cớ đưa đầu vào chồng để nên tù nên tội. Anh chỉ mong trời Phật run rủi có thể giải thoát cho anh được lần này. Anh cố ngủ xong không tài nào ngủ được. Lúc về khuya anh có chớp mắt 2-3 dạo, nhưng lần nào cũng chiêm bao. Bỗng anh nghe tiếng của thằng cu khóc ré lên ở trong buồng, nhưng hình như là mọi người ngủ quá say không ai lại dỗ. Người đau ê ẩm nhưng anh vẫn cố lết dậy đi vào buồng xem thử có chuyện gì. Anh bế thằng cu lên tay bông bông dỗ cho nó ngủ, nhưng nó vẫn còn không chịu nín. Anh quay người định gọi vợ thức dậy cho con bú thì bất ngờ nghe phập một cái đau điếng. Thằng cu thình lình cắn mạnh vào tay của anh, máu ròng ròng tuôn ra như suối, mắt đỏ lừ lừ như là hòn than cháy. Bộ răng có 2 chiếc răng nanh sắc như là vuốt hổ. Đúng, anh không nhìn nhầm, đứa trẻ này không phải là người. Nhưng khi anh Thịnh nhận ra được thì đã quá muộn. Nhân lúc anh kinh ngạc không biết xử lý ra sao thì nó liền trồm lên cắn mạnh vào cổ của anh một phát nữa. Anh lảo đảo ngã phịch xuống đất, máu lênh láng chảy thành một vũng trên sàn nhà. Trước khi chìm vào trong trạng thái vô thức, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của nó vang vọng bên tai vô cùng quỷ dị. Sáng hôm sau, ông bà Thân còn chưa kịp mở mắt thì đã nghe tiếng hét thất thanh của chị Hương. Không kịp xỏ dép, bà Mai vội vàng chạy ra xem, thấy con rể nằm chết sóng xoài ở dưới đất, bê bết bên vũng máu vừa mới khô cứng lại. Chị Hương khóc ngất đi không dám tin vào sự thật. Bà Mai sốc kinh hoàng, chân tay loạng choạng không thể đứng vững, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc đó thằng cu ngồi trên giường lại cười khúc khích, xem chừng vô cùng khoái chí. Bà chợt nhớ đến những lời nói kỳ quái của ông đạo sĩ hôm nọ, trong lòng cực kỳ bất an. Liệu rằng có phải chính đứa trẻ này đã ra tay sát hại mọi người? Nhưng sao nó có thể giết cả bố ruột của nó? Sắp tới có phải nó định giết cả nhà mình nữa không? Có lẽ ông đạo sĩ kỳ quái đó biết cách hóa giải, nhưng phải tìm ông ta ở đâu? Lo ma chay cho con rể xong, bà Mai đem chuyện kể với chị Hương và ông Thân. Mọi người ai nấy đều cảm thấy nghi hoặc, sao một đứa trẻ lại có thể làm ra những chuyện kinh khủng như thế? Nhưng mà bà Mai quả quyết là mình đúng, bèn tự mình đi khắp mấy làng trên xóm dưới, hỏi thăm tung tích của người đạo sĩ nọ. Cuối cùng cũng gặp được ông ta, vẫn khăn cuốn 5 vòng, áo quần dày cả chục lớp, cứ như là đang giữa mùa đông. Ông ta ngồi bên bờ ao nhỏ ở trong miếu, tay cầm một chiếc cốc mẻ hứng từng giọt sương trên lá sen non, một hơi uống cho cạn sạch. Bà Mai lại gần ấp úng. Thầy ơi, ngày trước con lỡ lời, thầy thương giúp chúng con. Bà có biết tại sao hôm đó ta lại nói vậy không? Bà Mai ngờ ngợ bối rối chưa hiểu rõ nguyên nhân. Đạo sĩ vừa bước đi vừa nói. Cháu bà thực sự đã chết ở trong bụng mẹ. Đứa trẻ hiện giờ ở trong nhà không phải là cháu của bà, mà là do một vong hồn của một đứa trẻ đã chết vào đúng đêm hôm đó nhập vào. Trên người con gái của bà có nhiều đặc điểm với mẹ của nó, cho nên nó mới chọn đúng nhà của bà để trở lại. Mẹ ruột của nó bị đánh đập hành hạ dã man. Nó vì thương mẹ cho nên phải gặp cái chết bất ngờ, đã hình thành nên dòng oán khí rất mạnh. Hễ cứ ai làm tổn thương mẹ nó hiện tại, tức là con gái của bà, nó sẽ giết người đó. Bà Mai sững sờ nhớ lại đêm chị Hương truyền giả. Đúng thật là vô cùng kỳ lạ. Con gái của bà bụng đau quằn quại, còn ngất lên ngất xuống mấy lần. Thật là do có thứ đã làm cho chị khổ sở. Thế thì bây giờ phải làm sao thưa thầy? Thầy giúp đỡ chúng con với, con mang ơn thầy suốt đời. Được rồi, chúng ta đi về một chuyến xem sao. Nghe đạo sĩ nói như vậy, bà Mai thấy rất mừng. Nhưng bà không khỏi lo lắng, bởi vì bà sợ thằng bé ma quỷ kia có thể sẽ làm hại đến đạo sĩ này. Nhưng mà dù có một hy vọng, bà vẫn muốn bấu víu. Bà nhìn đạo sĩ bằng một đôi mắt buồn rầu, rồi mời ông vào trong nhà. Trước khi qua cổng, đạo sĩ lấy trong tay nải ra một chuỗi tràng hạt vòng. Vừa bước vào, ông ta vừa nhẩm miệng niệm một điều gì đó. Và đến phòng khách, bà pha nước mời đạo sĩ ngồi. Ông thân cũng ở trong nhà trở ra. Nhìn thấy vị đạo sĩ thoáng ngạc nhiên, nhưng sao cũng lễ phép chào thầy, ngồi xuống bên cạnh rót nước. Đạo sĩ nhắm mắt lại niệm gì đó, bất chợt ông dừng lại rồi nói. Căn nhà này oán khí quá mạnh, thật là khó khăn. Linh hồn vất vưởng không thể siêu sinh, lang thang vô độ, lại nhập vào đứa trẻ nhà bà. Điều này ảnh hưởng đến những người xung quanh, tức là gia đình của bà. Trước kia nó đã chứng kiến rất nhiều lần mẹ nó bị hành hạ. Bây giờ nhầm tưởng chị nhà là mẹ nó, nó sẽ làm hết sức để bảo vệ mẹ nó bằng cách giết người. Bà Mai liền hỏi, có cách nào để chúng con thoát khỏi việc này không? Mong sư thầy giúp. Ta đến đây hôm nay là để giải nghiệp chứng này, bà hãy yên tâm. Có điều... Ông thần thấy đạo sĩ ngập ngừng thì liền hỏi, thầy nói có điều gì à? Như ta đã nói rồi, cháu của bà đã chết. Đứa trẻ hiện tại không phải là cháu của bà, cho nên nếu muốn vong hồn đứa trẻ kia siêu thoát thì bà sẽ mất đi đứa cháu hiện tại. Âm dương tồn tại song hành nhau, trong âm có dương và trong dương có âm. Hai bên phải trở về trạng thái cân bằng, mọi sự mới thôi biến chuyển tệ hại hơn. Bà Mai rất nước mắt nghĩ lại những ngày bồng bế đứa cháu trên tay, nâng niu như là báu vật. Nên phải chọn giữa việc bỏ cháu hoặc là chấp nhận nó, dù biết là những tai hại mà nó mang lại không thể lường trước. Lý trí thì tỉnh táo muốn nó siêu thoát, nhưng trái tim lại nặng trĩu trong lồng ngực. Cuối cùng sau nhiều phút đấu tranh, hai ông bà gạt nước mắt nói với đạo sĩ, xin thầy hãy giúp chúng con, trả nó về thế giới bên kia. Vị đạo sĩ đứng dậy đưa cho bà Mai một chiếc chung bạc rồi dặn, bây giờ đang là giờ tỵ, ông bà đợi đến giờ ngọ, hãy mang đứa trẻ đến một ngôi miếu ta ngộ. Cách một quãng lắc chung 7 lần, khi bà đến thì ta sẽ có cách dự liệu, bây giờ ta về để chuẩn bị trước. Nói rồi tay của ông vẫn cầm chuỗi hạt, miệng lại nhẩm chú, đi từ trong nhà ra đến cổng. Bà Mai đi theo cảm ơn rồi tiễn vị đạo sĩ ra về. Trước khi đi, ông ta lấy ra một phong bao đỏ buộc trước cổng nhà. Nhìn thấy việc lạ, ông thân định hỏi, nhưng đạo sĩ ra dấu muốn hai người đừng nói gì nữa. Xong xuôi, hai ông cúi chào rồi đi mất. Chị Hương sau cái chết của chồng đau buồn đến mức không ăn không ngủ, cả ngày chỉ khóc than. Bà Mai bế đứa trẻ ra ngoài nhà muốn cho nó ăn bữa cuối cùng trước khi đi. Kỳ lạ thay, hôm nay không thấy nó nghịch ngợm gì cả, ngồi rất là ngoan ngoãn, khác hẳn với mọi ngày. Khi cho nó ăn, nó sẽ chạy vòng quanh nhà cười nói như một đứa trẻ tinh nghịch. Mặc dù giọng cười của nó đã nghe rất nhiều, nhưng bà vẫn cảm thấy lạnh người. Không suy nghĩ gì nữa, nhìn mặt trời khi đã lên cao, hai ông bà vội vàng bế cháu đi đến ngôi miếu mà đạo sĩ đã dặn. Dưới đường đi, bà không quên mỗi đoạn đường đều bỏ chiếc chuông bạc ra lắc 7 lần. Có những lúc đi đến chỗ đông người, khi bà lắc chiếc chuông, không ít người nhìn bà bằng một ánh mắt hoài nghi lạ lẫm. Nhưng chẳng ai biết mỗi lần dừng lại để lắc chuông kêu lên là một lần bà cảm thấy sống lưng của mình lạnh cóng. Cái lạnh len vào từng đốt xương sống, men dần lên đến tận cổ rồi bóp chặt lại, khiến cho bà thấy khó thở. Phải vất vả lắm, hai ông bà mới đến được ngôi miếu nhỏ nằm bên cạnh bờ sông. Cảnh vật thanh tịnh phảng phất mùi hương trầm khiến tâm hồn quái ông bà cảm thấy thư thái nhẹ nhõm. Họ bước vào trong miếu, đạo sĩ đang ngồi trước đó. Ông Thân chưa kịp mở lời, đạo sĩ đã nói: "Thật là may mắn khi ông bà đã đến đúng giờ." Hai ông bà nhớ đến cái phong bao đỏ, có lẽ nó là thứ khiến cho đứa trẻ ngày nay im lặng khác thường. Có lẽ nếu nó nghịch ngợm như bình thường thì ông bà không thể đến được đúng giờ. Đạo sĩ dẫn hai người đi tới gian thờ cúng chỉ vào tấm gỗ trên sàn. Đặt đứa trẻ vào kia, tiếp đó hãy dùng muối trắng trong cái bát gỗ kia rắc một vòng xung quanh đó. Nghĩa là bất kể nghe thấy gì cũng không được trả lời. Ông bà Thân làm theo lời của vị đạo sĩ nói. Sau đó cả ba người ngồi xuống tạo thành một hình tam giác. Đạo sĩ bắt đầu cầm tràng hạt lầm nhầm đọc chú. Không khí ngay lập tức thay đổi. Căn phòng rồi đã được đóng kín cửa, nhưng bỗng đâu có một cơn gió lạnh thổi ngang, khiến cho hai người sờn hết cả gai ốc. Bà Mai, ông Thân nhắm chặt mắt lại chắp tay cầu nguyện. Cả căn phòng trở nên lạnh lẽo. Đạo sĩ vẫn giữ được thần thái bình tĩnh. Bà Mai lúc này đang đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên đứa trẻ gào lên. Ngay lập tức đạo sĩ quàng tràng hạt mình đang niệm vào người của nó. Thằng bé liền tru lên những tiếng đau đớn. Cả đoàn tràng hạt dường như phát sáng, quấn chặt vào thân mình của nó. Những tiếng gào thét đầy đau đớn văng vẳng bên tai của hai ông bà. Bà Mai nghe rõ đứa trẻ đang ghé sát tai của mình, giọng ai oán: "Bà ơi, cứu con." Bà Mai hơi động lòng nhưng không dám trả lời. Bà vẫn nhắm nghiệt mắt lại. Lúc này bà nghe thấy ông đạo sĩ đang niệm chú lớn dần lên. Tuy không hiểu gì nhưng bà Mai thấy những tiếng gào thét đã yếu dần sau những lời chú của vị đạo sĩ. Đạo sĩ vừa niệm chú vừa cầm chuông bạc rung lên. Không hiểu vì lý do gì mà khi đạo sĩ niệm chú, hai ông bà cũng khó thở đến tức cả lồng ngực. Từng lời vị đạo sĩ phát ra như có mũi kim châm thẳng vào tim của họ vậy. Tiếng chuông lời niệm chú vang lên một cách liên tục, làm cho bà Mai cảm giác không gian trong căn phòng chao đảo. Cứ như vậy mọi chuyện diễn ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Bà Mai bắt đầu thở dốc, chân tay run lẩy bẩy. Phong hồn của đứa trẻ thoát ra cố bay ra ngoài, nhưng vòng tròn muối được yểm đã dựng lên như một bức tường kiên cố, khiến nó không sao có thể thoát được. Bà Mai cố gắng gượng không để bản thân của mình gục ngã. Đạo sĩ ngưng niệm chú, ông dán 3 miếng giấy vàng có ghi những ký tự hình như chữ phạn vào vòng tròn muối. Đạo sĩ lại nhúng tay vào một bát nước trắng để ngay gần, sau đó thì vẩy nước về phía cái bóng đen đang kêu gào yếu ớt. Bà Mai lúc này đã dần trở lại bình thường. Bà nhìn vào chiếc khay đồng đen, dải muối trắng tinh ban nãy bà đã dải xung quanh đứa trẻ, lúc này đã chuyển sang màu đen xỉ, đen đến mức muối ở khay còn nổi hơn cả màu đồng đen. Đạo sĩ liền bảo với ông Thân: "Ông đứng dậy thắp 3 nén nhang để linh hồn người đã khuất ra đi thanh thản." Sau khi ông Thân cắm nhang xong, đạo sĩ lắc 7 hồi chuông cuối cùng. Cái bóng đen tan dần trong không gian, chẳng để lại dấu vết gì. Xác của đứa trẻ sau đó được chôn cất ngay cạnh ao sen. Đạo sĩ đưa cho mỗi người một chuỗi vòng đã kinh phép làm bùa bình an. Hai ông bà vái lại đạo sĩ, thắp thêm nén hương cho đứa cháu đã khuất, rồi chậm rãi ra về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.